Xin chào các bạn thân mến, trên tay mình bây giờ chính là S4 Active, một phiên bản đặc biệt của S4, nhưng mà nó sở hữu một thiết kế siêu bền với khả năng chống nước và chống bụi. Chiếc máy này được bán ra thông qua nhà mạng AT&T với tên mã là SGH-I537 và chiếc máy này đang được bán tại Hoàng Hà Mobile với mức giá 2,7 triệu đồng. Bây giờ mình sẽ thử tháo chiếc nắp lưng này ra. Và bạn cũng có thể nhìn thấy chiếc máy này chống nước thông qua gioăng cao su. Chính vì thế khi mà lắp nó lại thì hãy lắp cho thật cẩn thận, nếu không là máy của bạn chắc chắn sẽ bị chết đấy. Kiểm tra thật kỹ càng tất cả các cổng của nó nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử nhúng nước ngay đây. Và ngay sau khi nhúng nước thì chiếc máy của chúng ta vẫn hoạt động bình thường nhé. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên quá chủ quan, bởi vì chiếc máy này của bạn vẫn là đồ linh kiện điện tử. Nếu như tiếp xúc với nước lâu dài thì linh kiện này rất là dễ bị hỏng đấy. Vì vậy mình khuyên bạn là đừng nên quá lạm dụng, hãy giữ gìn nó cẩn thận để cho chúng ta sẽ có được hiệu quả sử dụng tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.